Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Super R 250 RR 2008 chính thức bung lụa với phiên bản trắng như ngọc trinh, gây bất ngờ với cái giới chơi xe chỉ với mức giá 170 củ. Honda đã giới thiệu một phiên bản màu trắng ngọc trinh hoàn toàn mới cho cái đứa con cưng của mình là Honda Super R 250 RR ở thị trường Nhật Bản. Phiên bản này sử dụng ABS mặc định và sẽ có mặt từ ngày 20 tháng 4 năm 2008. Hiện tại thì cái chiếc Super R 250 RR có các phiên bản màu như Matte Green Powder, Black Metallic, Soot Silver Metallic và Victory Red. Honda Super R 250 RR đã lần đầu tiên giới thiệu trên toàn thế giới vào tháng 7 năm 2006. Phát triển từ cái mẫu cơm sẹp được trưng bày tại triển lãm Tokyo 2005. So với những chiếc Super R 250 R thời kỳ trước, thì phiên bản lần này thay đổi rất nhiều về phần ngoại hình cũng như về phần động cơ. Chiếc xe được trang bị hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng bóng LED, cung cấp sức mạnh cho xe động cơ xanh đồi với dung tích 249,7 cc, làm mát dung dịch kết hợp hộp số cấp, công suất đa 34,5 lực và mô men xoắn cực đại là 28 Nm. Super R 250 RR 2018 đã cài sẵn 3 chế độ lái gồm Comfort, Sport và Sport Cộng. Hiện tại thì cái phiên bản Super R 250 R 2008 dùng cái động cơ xanh đơn thế hệ là 2011 vẫn bán tại một số nước như là Nhật Bản, Malaysia chứ chưa dừng sản xuất hoàn toàn. Và tại thị trường Việt Nam, nó sẽ được nhập về thông qua các lý tư nhân và có mức giá bán là thấp hơn 200 triệu đồng. Và dưới đây là vài hình ảnh của cái chiếc Super R 250 RR phiên bản trắng như ngọc trinh. Cảm ơn bạn đã dõi clip này hay là clip tiếp, nhớ like, share, subscribe.